Để tiếp nối hành trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục lang thang trên đường Châu Văn Liêm, tức là đường Tổng đốc Phương ngày xưa, để gửi đến cô chú anh chị và các bạn những cái hình ảnh về ngày nay để mình có thể gợi nhớ đến những cái khung cảnh của ngày xưa như thế nào ha. Ở đây thì ngay ngã ba đường Châu Văn Liêm và Lão Tử, ngã tư Lão Tử và Châu Văn Liêm. Khúc này thì người ta gọi là chợ Lão Tử. Dạ. Dạ rẻ. Khúc này thì người ta gọi là chợ Lão Tử. Khúc Phùng Hưng thì người ta gọi là chợ đường Phùng Hưng. Nên không biết ngày xưa gốc là như thế nào ha. Thì hành trình chúng ta sẽ hôm nay là sẽ đi một dọc theo đường Châu Văn Liêm. Để đi đến một bên Phan Đình Phùng. Chúng ta sẽ bắt đầu nha. Dọc cái con đường Tổng đốc Phương này thì đặc biệt là cái hàng cây rất là mát. Chúng ta thấy hàng cây rất là lớn, có tuổi thời cả thế kỷ. Bên kia thì có cái nhà rất là xưa nè, xôi lá chuối nè, nhưng mà bị che lại rồi. Ở đây cũng có rất là nhiều ngôi nhà xưa, nhà rất là cao luôn. Qua đây thì chữ hoa Trường Thành, khách sạn Trường Thành, khách sạn Trường Thành. Ta nhìn thấy giống như là cái chung cư gì đó, không có nét khách sạn. Chắc có lẽ là khách sạn của ngày xưa đó. Rồi bây giờ vừa nửa khách sạn nửa chung cư luôn hay sao? Bên kia chúng ta xa xa thì chúng ta thấy có cái chung cư cũng ngày xưa luôn, phía bên mặt đường Lương Nhữ Học. Nó rất là cũ à, chắc cũng sẽ giải tỏa trong nay mai thôi. Đây có cái món lẩu rất là nổi tiếng nè. Ở đây thì có cái quán cơm gà Đông Nguyên ngay góc đường Châu Văn Liêm và Nguyễn Trãi. Quán rất là lớn luôn. Hôm nay sẵn tiện lang thang ở khu vực chợ lớn này thì chúng ta sẽ đi đến những cái cung đường rất là xưa để bà con mình cùng nhìn lại ha. Các bạn ở nơi khác có thể là tham khảo khi mà có dịp chúng ta đến đây. Con đường Tổng đốc Phương này ngày xưa nổi tiếng là bán thuốc lá, nhưng mà có những gói thuốc hình dạng rất là ngộ. Hình dạng giống như áo mưa vậy đó.
ông mưa Duret. Đây chúng ta ngay giao lộ Nguyễn Trãi và Châu Văn Liêm nè. Theo hướng này chúng ta sẽ đi xíu nữa ta đến cái chùa Bà Thiên Hậu. Ở đằng kia thì là giao lộ Trần Hưng Đạo, Trần Đạo B. Ở đây thì bà con bán vé số quá trời luôn. Ở đây thì đại lý vé số, những người bán vé số ở ngoài đường á, họ lại đây để lấy vé số đi bán. Thường mỗi tờ giấy số thì họ lời có khoảng 1.000 đồng. Ta nhìn bên kia đường, hình như là cái con đường này có rất là nhiều cái ngôi nhà thời xưa mà còn động lại, vẫn còn nguyên vẹn cái di tích, cái dấu tích ngày xưa. Bên đây thì cái ngày xưa như là cái khách sạn, bây giờ được xây lên mới. Đây thấy cái nhà xanh xanh này, nhà xanh xanh này rất là mỏng nè. Và cái nhà có kiến trúc rất là đặc biệt này, bây giờ chắc là cái chung cư rồi. Trời nắng quá là nhìn thấy không rõ. Có hai con sư tử ở trên sân thượng và một cái bảng, giống như là không biết diễn tả sao, nhưng mà nhìn kiến trúc rất là xưa này. Có lẽ trên cái bảng đó ngày xưa là ghi chữ gì á. Còn chúng ta nhìn qua đây cái nhà xanh xanh này, có lẽ bây giờ cũng là cái chung cư luôn. Xíu nữa mình đi qua bên kia mình nhìn phía sau nhà đó nha, như cái tam giác gì đó. Đây thì có cái nhà hàng này mới khai trương, rất là lớn luôn, chắc vừa nhà hàng vừa khách sạn á, ăn được phúc. Nhà hàng ăn được phúc, nhà hàng hải sản. Tiếng Hoa là Siệt Đặc Phúc Restaurant. Em đọc vậy em biết có đúng hay không á. Như cái tam giác vậy đó, như cái miếng bánh vậy đó. Này thì cô này làm nghề thu gom ve chai. Ở đây thì Thương Xá Đại Quang Minh luôn, cái chữ ngày xưa vẫn còn. Sau đó người ta ốp alu lại, nên bây giờ người ta tháo ra mình mới thấy được cái bên trong. Đây cũng là cái chợ Đại Quang Minh.
quá, chúng ta đi bên này quá nắng. Còn khúc này thì bán rất là nhiều đồ trang trí, đồ hoa giả, trái cây giả rồi. Rồi, hành trình của chúng ta đến đây là hết. Em xin chúc cô chú anh chị các bạn mình cuối tuần thật là nhiều sức khỏe nha, và có nhiều điều thú vị. Rồi, chúng ta đến cái vòng xoay Phùng Vinh Phan Đình Phùng. Rồi, chúng ta đi qua đường nha. Cuối tuần thì ở nhà mình mở cái YouTube lên và mình coi Sài Gòn Chợ Lớn, những dấu tích xưa. Nay là những cái nhà mới, công trình mới, những ngôi chợ mang tên mới. Rồi, chúng ta nhìn lại cái một bên nha. Chúng ta thấy là cái bưu điện, cái bưu điện quận 5, bưu điện Chợ Lớn. Bưu điện này là bưu điện trung tâm á. Thì ở Sài Gòn thì có bưu điện Sài Gòn, ở đây thì có cái bưu điện Châu Văn Liêm, bưu điện Chợ Lớn này. Hai địa điểm lớn nhất ở thành phố. Chúng ta nhìn lại cái đường Hải Thượng Lãng Ông, khúc mà bán rất nhiều đồ trang trí. Rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Chúng ta sẽ gặp nhau ở cái cung đường Hải Thượng Lãng Ông và Phạm Đôn.